Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cao Bằng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể cán bộ đảng viên tri bộ luôn chấp hành tốt điều lệ nghị quyết chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức phát động các phong trào thi đua các buổi sinh hoạt chính trị vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, từ đó xây dựng ý chí phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ chi bộ kết nạp mới 12 đảng viên, đạt 120% chỉ tiêu phấn đấu. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh tăng trưởng hiệu quả và an toàn, các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Tổng tài sản năm 2019 tăng 50% so với năm 2015, huy động vốn cuối kỳ tăng 50%, dư nợ tín dụng đạt 52%. Hàng năm, BIDV đều tham gia đầy đủ các chương trình an sinh xã hội do ngành và tỉnh phát động. Từ năm 2015 đến năm 2019, tổng số tiền an sinh xã hội của chi nhánh là hơn 20 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phần đấu 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt đơn vị văn hóa hàng năm. Đại hội đã bầu ban tri ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sắp tới. Ngày 29 tháng 5, Đảng bộ xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua cơ cấu kinh tế xã Phan Thanh có sự chuyển biến tích cực sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định lương thực bình quân đồng người đạt 470 kg trên 461 kg một năm. Đến nay, xã đạt 8 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 91,47% năm 2015 xuống còn 68,1%. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hàng năm, 80% tri bộ đạt trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 45 đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Phan Thanh phấn đấu giá trị sản phẩm trên 1 ha đạt 40 triệu đồng một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% một năm, phấn đấu trong nhiệm kỳ đạt thêm 3 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ quân sự huyện Hà Quảng vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân sự huyện Hà Quảng đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% kế hoạch đề ra, thành lập 2 tiểu đội dân quân thường trực hai xã biên giới hoạt động đúng chức năng có nền nếp các chỉ tiêu về xây dựng đảng đề ra từ đầu nhiệm kỳ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 99,48%. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quân sự huyện Hà Quảng sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng trong khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ, bầu đoàn đại biểu đi sự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên. Là đơn vị được tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ huyện Hòa An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện lớn của huyện. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh ủy, huyện ủy, Hòa An, đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng các cấp đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc, Việc xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế có tính khả thi. Ngay sau đại hội điểm cơ sở, huyện ủy đã tổ chức đánh giá rút ra những bài học trong quá trình tổ chức và triển khai đại hội để các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện rút kinh nghiệm chuẩn bị cho đại hội của đơn vị. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2020, 39 trên 39 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đủ 4 nội dung theo quy định. Đối với công tác nhân sự, huyện ủy Hòa An đã xây dựng đề án nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh ủy. Huyện ủy giới thiệu những người có phẩm chất chính trị, có đức, có tài, có uy tín, triển vọng, có năng lực lãnh đạo, nhiệt tình sâu sát với quần chúng nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã từ trong giữa nhiệm kỳ chúng tôi đã có những cái chuẩn bị một bước về nhân sự qua công tác luân chuyển, điều động rồi thì đào tạo bồi dưỡng để các đồng chí đấy có đủ các cái điều kiện để bước vào cái đại hội để chuẩn bị nhân sự để bước vào đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20. Rồi trong đó có điểm mới lần này là số nhân sự để tham gia cho ban chấp hành Đảng bộ khóa mới thì phải giảm 5% thì cái nhiệm kỳ 2015-2020 thì chúng tôi có 43 đồng chí ủy viên ban chấp hành. Thì cho đến thời điểm hiện nay qua cái việc mà chúng tôi giới thiệu tái cử và giới thiệu các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới thì chúng tôi cũng đã giảm số lượng và trong cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi xác định là số lượng để bầu và ban chấp hành khóa mới là 41 đồng chí, giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Và về các cái điều kiện tiêu chuẩn thì chúng tôi cũng đã giả soát đảm bảo các cái điều kiện tiêu chuẩn các đồng chí tham gia ban thường vụ, các đồng chí tham gia ban chấp hành theo cái quy định chung. Và cho đến thời điểm hiện nay về chuẩn bị về công tác nhân sự thì chúng tôi đã thực hiện một cách hết sức là công tâm khách quan và bố trí con người trên cơ sở các cái nhân sự thì bố trí trên cơ sở là đáp ứng theo cái yêu cầu nhiệm vụ mà các đồng chí tới đây chúng cử ban chấp hành sẽ ở các cái ngành các lĩnh vực các địa phương đảm bảo yếu tố ban chấp hành có tính kế thừa có tính phát triển và đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, rồi tỷ lệ dân tộc theo cái yêu cầu chung trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để phát huy vai trò của ban chấp hành trong cái kế thừa những cái kết quả đã đạt được và cũng lãnh đạo và thực hiện thắng lợi cái nghị quyết trong cái nhiệm kỳ tới. Đại hội Đảng Bộ huyện Hòa An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoạt động chính quyền hiệu lực hiệu quả, phát huy nội lực và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Hòa An phát triển toàn diện, bền vững. Sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6 năm 2020 với 300 đại biểu tham dự. Sau đây là những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội do dịch COVID-19 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất công nghiệp hoạt động tối đa công suất, huy động mọi nguồn lực để hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đơn vị sản xuất công nghiệp và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh hoạt động khá ổn định, nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ nhanh hơn các tháng trước. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp tháng 5 tăng 41,37% so với tháng 4. Trong đó, sản xuất kim loại tăng 52,78%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tre, nứa tăng 37,72%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 27,05%, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 năm 2020 bằng 104,87% so với cùng kỳ và tăng 43,5% so với tháng trước tăng chủ yếu là ngành khai khoáng và công nghiệp chế biến chế tạo. Nguyên nhân là do trong tháng thời tiết ít mưa, thuận lợi cho việc khai thác ngoài trời. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng sản phẩm công nghiệp để hoàn thiện các công trình xây dựng tăng. Ngoài ra, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 30,6%. Các ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,76% do tháng cao điểm mùa hè nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp tập trung tối đa nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ tiêu dùng và sản xuất cho các hộ gia đình doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 9,15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 27,06%, số giảm chủ yếu là ngành khai thác quặng kim loại giảm 45,3%, do các mỏ đã khai thác nhiều năm, hiện nay trữ lượng quặng đã thấp ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 11%, còn lại các ngành như ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,25%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,79%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.279 tỷ đồng, giảm 1,71% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu là giảm ở hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành. Theo đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống 403 tỷ đồng, giảm 16,75%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,42 tỷ đồng, giảm 72,78%. Doanh thu hoạt động dịch vụ tiêu dùng khác đạt gần 174 tỷ đồng, giảm 8,58%. Riêng trong tháng 5, thực hiện chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1043 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, hoạt động kinh doanh của các ngành thương mại dịch vụ dần trở lại bình thường, doanh thu tăng cao hơn so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 694,76 tỷ đồng, tăng 27,91% so với tháng trước và tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các nhóm hàng hóa doanh thu dự ước đều tăng mạnh so với tháng trước, như nhóm hàng lương thực thực phẩm, nhóm hàng may mặc, đồ dùng gia đình, nhóm phương tiện đi lại, xăng dầu các loại. Sau khi các khu di tích danh lam thắng cảnh, các khu điểm du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống được hoạt động trở lại. Các cơ sở dịch vụ đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm thu hút du khách khôi phục hoạt động kinh doanh. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 81,06 tỷ đồng, tăng 85,53% so với tháng trước. Tuy nhiên, dịch vụ du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch tháng 5 năm 2020 chỉ bằng 1,87% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu hoạt động vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải cũng đã tăng 51,01% so với tháng trước. Ngày 29 tháng 5, tại huyện Bảo Lạc, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế dân số những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sau tháng cuối năm 2020. Sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong những tháng đầu năm 2020, ngành y tế cao bằng đã tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Toàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 357.000 lượt người, trong đó điều trị nội trú cho gần 42.000 lượt bệnh nhân, đạt 46,7% kế hoạch, điều trị ngoại trú cho gần 12.900 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 85,5%. Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế đã có bước chuyển biến tích cực, hàng năm có 99,2% cán bộ công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen một tập thể và hai cá nhân, Sở Y tế khen 14 tập thể và 25 cá nhân. Năm 2015, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho Sở Y tế, tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú năm 2017 cho 8 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho hai đơn vị, tặng bằng khen cho 3 đơn vị, 8 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 14 đơn vị. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 5 cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 1 cờ thi đua và 16 bằng khen cho tập thể, tặng bằng khen cho 144 cá nhân. Công đoàn ngành y tế tặng giấy khen cho 43 tập thể và 478 cá nhân. Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 3 tập thể và 3 cá nhân. Sở Y tế cao bằng tặng giấy khen cho 24 tập thể và 48 cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch Covid-19. Ngày 29 tháng 5 tại huyện Bảo Lạc, Ban Quản lý Dự án Sáng kiến Khu vực Ngăn chặn và Loại trừ Sốt rét Kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018-2020, tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Dự án do Quỹ Toàn cầu Phòng chống S, Lao và Sốt rét tài trợ được triển khai tại 7 huyện trong tỉnh trọng điểm có tỷ lệ sốt rét cũng như có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm Bảo Lạc, Bảo Lâm, Trùng Khánh, Thạch An, Nguyên Bình, Hạ Lang và huyện Thông Nông nay thuộc huyện Hà Quảng. Năm 2019, số lượng bệnh nhân mắc bệnh sốt rét giảm 5,29% so với năm 2018. Có được kết quả này là do cán bộ y tế ở các tuyến đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân về công tác phòng chống sốt rét. Cùng với đó, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản kịp thời phát hiện các trường hợp bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét, điều trị đúng phác đồ, không để lây truyền ra cộng đồng. Hoạt động phòng chống sốt rét và các hoạt động của dự án cơ bản thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch. Công tác thống kê báo cáo của các tuyến được thực hiện đúng theo quy định. Ngày 31 tháng 5, Đoàn Thanh niên huyện Hà Quảng đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề Tuổi trẻ Hà Quảng tình nguyện vì cộng đồng. Buổi lễ đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như ra mắt câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ trẻ em với 10 thành viên, trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại trường tiểu học trung học cơ sở xã Lũng Nhùng, mỗi suất 200.000 đồng tổ chức các hoạt động hè cho các em như chơi các trò chơi dân gian bổ ích, tuyên truyền về luật trẻ em, luật phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, hướng dẫn cấp cứu bệnh nhân khi bị đuối nước, tổ chức cấp đổi chứng minh thư nhân dân cho bà con được 45 người. Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ phối hợp với hội chữ thập đỏ khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 152 người với tổng số tiền thuốc đã cấp phát là 7 triệu 500 nghìn đồng. Ngay sau buổi lễ gia quân, hơn 100 đoàn viên thanh niên phối hợp với bà con nhân dân xóm Lũng In đã tổ chức làm đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất với chiều dài gần 200 m rộng từ 1 đến 1,5 m Ngày 31 tháng 5, tại điểm trường tiểu học Cốc Lùng, xã Đức Long, huyện đoàn Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, huyện Hòa An, tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2020. Tại lễ gia quân, huyện đoàn Hòa An đã tặng 9 thùng sữa và hơn 300 quả trứng cho bếp ăn trường mầm non Đức Long. Phối hợp với Ban vận động Quỹ bảo trợ trẻ em huyện trao 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc điểm trường Tiểu học Cốc Lùng và trường Trung học cơ sở Đức Long, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Ngay sau lễ gia quân, các đoàn viên thanh niên đã hướng dẫn các bài tập vận động phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích do đuối nước cho các em học sinh là 120 mét đường bê tông tại xóm Phúc Sơn, xã Đức Long. Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Hòa An khám phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho bà con nhân dân tại nhà văn hóa xóm Phúc Sơn, xã Đức Long. Các hoạt động tại lễ gia quân nhằm mục đích phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lương Thông, huyện Hà Quảng tổ chức bế giảng lớp học nghề xây dựng dân dụng cho người lao động. 18 học viên là đoàn viên thanh niên người lao động nông thôn tham dự lớp học từ ngày 20 tháng 5 với các học phần chính. Các đặc tính cơ bản của vật liệu xây dựng, các kiến thức cơ bản và chuyên môn của nghề xây dựng từ xây móng, xây thô, hoàn thiện, trang trí. Trong thời gian học, các học viên đã tự xây dựng hai lò sấy nông sản mini cho gia đình với sự hỗ trợ vốn của dự án 10 triệu đồng, vừa để sử dụng vừa để làm mẫu để học viên, học việc tham gia thực hành. Lớp học được tổ chức đã góp phần tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên, người lao động nông thôn được tiếp cận với nghề nghiệp phù hợp, đồng thời hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất lao động của gia đình và xã hội. Tối 30 tháng 5, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh tổ chức chương trình vui liên hoan văn nghệ Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 cho hơn 100 em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Tới sự chung vui với chương trình có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trung tâm bảo trợ xã hội hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 172 đối tượng, trong đó có 109 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trong nhiều năm qua, trung tâm đã trở thành mái nhà chung nơi các em tìm được sự yêu thương, che chở và bảo vệ. Tại chương trình vui liên hoan văn nghệ Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, các em được tham gia vào các hoạt động vui chơi và văn nghệ sôi động, hấp dẫn với những bài hát, điệu múa ca ngợi tuổi thơ, tình yêu gia đình. Chương trình góp phần động viên và khích lệ những nỗ lực ý chí vươn lên vượt qua những khó khăn và thử thách của các em trong cuộc sống. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, một số cơ quan đơn vị nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều suất quà và đồ dùng nhằm giúp các em có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn. Ngày 31 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Nga Hải tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con cán bộ người lao động của công ty. Tại chương trình, hơn 100 cháu thiếu niên nhi đồng là con của cán bộ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Nga Hải đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tham gia các tiết mục văn nghệ, các trò chơi và phá cỗ liên hoan. Việc tổ chức Tết thiếu nhi là hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, động viên các cháu cố gắng học tập tốt trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bắc Hồ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhân dịp này, lãnh đạo công ty đã trao nhiều xuất quà cho các cháu có thành tích học tập tốt trong năm học. thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, công an tỉnh đã hoàn thành 153 trên 153 xã thị trấn được bố trí công an chính quy về cơ sở, đảm nhiệm các chức danh công an xã. Lực lượng công an chính quy đã bước đầu phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên ở địa bàn vùng nông thôn. Nhận nhiệm vụ trưởng công an xã từ tháng 5 năm 2019, Đại úy Nông Khánh Toàn đã chỉ đạo lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, đồng thời đấu tranh quyết liệt với các tệ nạn. Nhận thức số cái trách nhiệm được giao, thì từ khi nhận nhiệm vụ tại địa bàn, thì tôi đã cùng hai đồng chí trong công an xã tham mưu cho ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh tự trong năm vừa rồi, rồi thì bản tôi cũng đã mạnh dạn tham với người đảng lập một đầu sơ đối tượng nghiện và vận động tuyên truyền được một trường hợp là giao nộp vũ khí. Với lại trong dịp covid vừa rồi, rồi thì trong công an xã cũng giao nhiệm vụ cho từng đồng chí xuống từng xóm tuyên truyền vận động bà con uh, chấp hành tốt chủ trương. Nếu phát hiện ra uh, có những người từ nơi khác đến hoặc là nhất là những trường hợp mà đi uh, Trung Quốc lao động làm thuê thì phải báo cáo ngay cho uh, công an xã hoặc chí quyền địa phương. À, chúng tôi đã phối hợp với uh, bên trung tâm y tế và trực tiếp xuống để uh, kiểm tra sức khỏe. Trong quá trình đi sâu đi sát tìm hiểu địa bàn, Đại úy Toàn đã phát hiện việc người dân ở xã đã 5 năm không được lực lượng chức năng tuyên truyền về các văn bản pháp luật, những kiến thức hiểu biết về pháp luật rất ít. Từ đó, đồng chí đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo tháng, theo quý để bà con hiểu và nắm được. Trong đó, có vụ giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông mà trước đó chính quyền không giải quyết được từ những vụ việc giải quyết có hiệu quả, lực lượng công an xã chính quy đã xây dựng được lòng tin với chính quyền và nhân dân. qua tình hình triển khai thực hiện thì lực lượng công an chính quy tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của xã. thì qua triển khai thì công an chính quy đã phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể của xã thì đầu tiên là xuống tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đồng thời thì tuyên truyền qua các cuộc tuyên truyền như thế thì tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội thì trên địa bàn của xã thì được đảm bảo và các tệ nạn xã hội cũng như là các xích mích thì giảm hẳn so với những năm trước đây từ đó thì cấp ủy chính quyền xã thì luôn luôn là quan tâm tạo điều kiện để lực lượng công an chính quy là hoàn thành nhiệm vụ. Trên địa bàn thành phố Cao Bằng có 3 xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang và Chu Trinh. Chỉ sau gần 2 tháng, công an chính quy được đưa xuống cơ sở, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là lực lượng công an chính quy đã tập trung làm tốt công tác xây dựng mối quan hệ với người có uy tín, các đồng chí bí thư, trưởng xóm cốt cán và lực lượng an ninh cơ sở nhằm tranh thủ sự ủng hộ của lực lượng này, qua đó xây dựng hình ảnh lực lượng công an xã chính quy thân thiện, gần gũi, hết lòng vì nhân dân. Ờ, từ khi cái lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã phường ấy thì chúng tôi thấy là các đồng chí cũng rất là nhanh chóng triển khai cái nhiệm vụ xuống địa bàn tại khu dân cư. đã chủ động xây dựng kế hoạch bám sát dân rồi thì tăng cường kiểm tra phối hợp với các lực lượng tại địa phương trong vấn đề kiểm tra, kiểm soát rồi thì quản lý và làm nhất là về công tác tuyên truyền phổ biến người dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tổ chức cái kê khai, quản lý hành chính tạm trú và tạm vắng. Nhất là trong cái dịp phòng chống Covid ấy thì các đồng chí cũng đã thường xuyên bám sát địa bàn, sâu sát đến từng tổ dân phố và từng hộ gia đình động viên nhắc nhở với mọi người dân ký cam kết cùng thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước từ khi các đồng chí xuống tăng cường cho xã chúng người dân chúng tôi rất là yên tâm và phấn khởi và cũng luôn tin tưởng vào cái sự quản lý và chỉ đạo của các lực lượng công an đối với an ninh trật tự tại khu dân cư của chúng tôi Tỉnh Cao Bằng đã điều động 240 đồng chí công an chính quy về công tác tại xã, trong đó có 153 trưởng công an xã, 22 phó trưởng công an xã và 65 công an viên, có 9 chi bộ công an xã đã thành lập. Sau khi thực hiện điều động, các đồng chí đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tình hình an ninh trật tự trên các lĩnh vực được đảm bảo, không để xảy ra phức tạp đột xuất bất ngờ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc duy trì và phát huy hiệu quả, an ninh trật tự cơ bản ổn định, góp phần phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mặc dù còn gặp một số khó khăn, song thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt lực lượng công an toàn tỉnh cũng sẽ tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương củng cố kiện toàn lực lượng công an xã tạo điều kiện về cơ sở vật chất nơi làm việc cho công an xã đồng thời đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ trọng trách của mình phát huy tinh thần trách nhiệm sung kích đi đầu tình nguyện xuống cơ sở nhất là ở các xã trọng điểm về an ninh trật tự vùng sâu vùng xa tăng cường bám dân bám cơ sở giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn việc đưa quan chính quy có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ bám sát thường trực tại các xã thị trấn đã góp phần quan trọng giải quyết triệt đề các vấn đề phát sinh tại cơ sở trước mắt là tập trung vào cái thu thập cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia rồi thực hiện cái thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ rồi cái tổ chức tốt cái hoạt động của cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rồi công tác quản lý cư trú tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thì có thể đến nay, việc, việc triển khai cán bộ chiến sĩ công an chính quy đến 100 các xã, phường, thị trấn theo đúng lộ trình đề ra, lực lượng công an xã hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định và có kết quả. À, trong thời gian tới, thì công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công xã đối với các chức danh là phó trưởng công an xã và công an viên theo cái mô hình à, quy định phù hợp với tình hình yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xã phường thị trấn và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện kỹ thuật rồi công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an phối hợp với cấp ủy chính quyền các huyện xã tạo điều kiện để bố trí nơi làm việc sinh hoạt của lực lượng quan xã làm nhiệm vụ có thể khẳng định khi công an chính quy về công tác tại xã đã tạo ra một luồng gió mới cho địa bàn cơ sở với sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng công an chính quy ở cơ sở phát huy trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng, ngành và nhân dân tin tưởng giao phó. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Văn Văn Dê, sinh năm 1988, hiện nay đang tạm trú tại tổ 1, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, đã có hành vi vi phạm hành chính, chia sẻ, cung cấp thông tin trên trang Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại điểm C khoản 1 điều 5 Nghị định số 72-2013 NDCP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trước đó ngày 6 tháng 5 năm 2020, Công an tỉnh phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook Bill Gong có chia sẻ một video clip có nội dung sai sự thật về việc thực hiện nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quyết định số 15 QĐTTC ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Cơ quan công an xác minh làm rõ cá nhân sử dụng tài khoản chia sẻ video trên là Vang Văn Dê, Tại cơ quan công an, Vang Văn Dê đã nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ăn năn hối lỗi về việc đã gây ra và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt Vang Văn Dê mức phạt 7 triệu 500 nghìn đồng. Thông tin thời sự tối xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!